Chào các bạn đến kênh Sơn Cách 24 giờ. Sonic 150 2.9 nâng cấp thành siêu phẩm với cái chàng phụ tùng khủng khiếp làm rụng tim người xem. Các chiếc Honda Sonic 150 2.9 bên dưới đây được nâng cấp lại gần như toàn bộ các trang bị bên ngoài nhằm thay đổi một cái diện mạo hoàn toàn khác biệt cho chiếc 20 Anabol mà các chàng trai đến từ Đồng Nai này đang sử dụng, và ra cái hàng loạt những trang bị làm cho cái chiếc Sonic 150 2.9 thêm chút là hiệu năng cao và đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho người cầm lái. Cái chiếc này là thuộc phiên bản Presso chính hãng, cái màu cam trắng của nhà Honda Indo. Tuy nhiên người chủ đã dùng lên cho mình cái tông màu kèn áo phiên bản Presso đỏ để tạo ra cái sự khác lạ cho chiếc xe độ. Bỏ ra những chi tiết nhỏ như ống dẫn nước đảm nhiệt và carbon titan, ta còn thấy được chiếc xe có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Đi sâu hơn vào phần đầu trời, ngay phần kia đông phải, ta bắt gặp được cái cụm thắng Glistip phiên bản chữ đỏ cao cấp nhất thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đây là mẫu tay thắng đang hot trong thời điểm này, và khi rơi vào những tay chơi đã quá nhàm chán mẫu như Rainbow, đi cùng với bình dầu Batomoto, ốc xả gió, sau ly, cho khả năng canh dầu thắng được nhanh và chuẩn hơn. Phần kia đông phía bên trái, ta bắt gặp được cái cụm con CNC Subi và cặp cụ Ramax CNC nguyên khối là cực đẹp, những chi tiết nhỏ được xử lý vô cùng tinh tế để chiếc xe thêm chút là khác lạ. Vì hướng tới những cái mẫu cụm công tắc đang hot trên trường thì người chủ đã dùng cái công tắc Ramax để dùng cho các dòng xe của nhà Ducati có mức giá thành khoảng 8 triệu đồng một bên, tích hợp cùng lúc những công tắc LED sẽ làm phần kia đông sáng hơn đỏ bọc khi về đêm. Giữa kia đông là cây trợ lực trung tâm Hodin có mức giá khoảng là 10 triệu đồng, giúp kiểm soát vận động tốt hơn, không bị sợ lắc đầu xe cho độ cao. Đây là mẫu trợ lực đắt nhất hiện nay của hiệu Hodin dành cho thị trường thương mại. Nếu tính riêng giá trị của sợi dầu thôi cũng đã tiêu tốn người chủ là hơn 25 triệu đồng. Cái phần giá trị của nó nằm ở hai bộ cắt dầu sau ly, có thể tháo rời mặt lượng dầu bên trong được ống vẫn chứa dầu được giữ nguyên khi ta tháo khen dầu ra. Khi đắp lại vẫn còn canh dầu lại vô cùng tiện lợi. Phần ngắt dầu đỏ được có mức giá khoảng là 9 triệu đồng, phiên bản xanh lá là 14 triệu đồng, bao gồm chi phí chay dầu và các đầu bấm khác nhau. Và đây là heo dầu Rainbow Bridge 4 bit tối xứng, giúp cho dàn chân trước to lớn hơn, đi cùng với Rainbow Stratotest, là một trong những cái bản được sản xuất cái size chuẩn dành cho Sonic 150R, ở dụng vô cùng hiếm hàng và có mức giá khoảng là 7 triệu đồng một cái. Nhấn nhá nhẹ nhàng cho phần lốc máy vàng đồng bằng một chú ốc nhớt Rizuma chính hãng nhập tí sản xuất. Ở dụng trên mình bên đạp Rainbow mình dầu liền cao cấp được dụng trong những mùa giải đua MotoGP đi cùng sợi dầu đồ chơi với rất nhiều bộ cách trải dài hết 2/3 cấp xe, làm tăng giá trị bản độ thêm gấp nhiều lần. Phía sau dụng trên mình theo dòng Rainbow Bridge 2 bit đối xứng đi cùng với Rapatest kích thước là 220. Kích thước này giúp cho phần bố ăn hết mặt đĩa, đem lại cái sự tối ưu nhất trong quá trình hãm tóc của chiếc xe độ. Và chi tiết cuối cùng là cái phục Nitron bình dầu rời, một dòng sản phẩm đến từ Anh Quốc nổi tiếng với cái tông màu xanh riêng biệt, khó nhầm lẫn với những cái dòng sản phẩm khác, đem lại khả năng đàn hồi nhẹ nhàng đi mãi, chống sạch lắc vào cuộc ở tốc độ cao. Phần khoác bắt bình dầu được thiết kế lại để bắt trên sườn xe được thẩm mỹ hơn, hạn chế tình trạng nhúng dầu sẽ bị cạc xe như các dòng xe hiện nay hay bắt gặp. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể của bản độ Sonic 110 siêu khủng này nhé. Ánh sắc 300i nâng cấp lịch lãm phong cách sporty thể thao. Cái chiếc SX 300i này là một trong những dòng tay ga có dung tích động cơ khá lớn ở Việt Nam hiện nay, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý về, sử dụng trên mình phải bằng lái là A2. Chiếc xe của bạn tên là tự trọng, dọn lại phong cách sporty kết hợp cùng vài món đồ chơi nhỏ nhỏ, làm cho cái dàn chân thêm chút ấn tượng hơn. Cái dàn chân được dọn lại phong cách sporty, sơn đen một vài chi tiết ở dàn chân để xe trông thể thao đẹp hơn. Đi cùng với đó là cặp tay thắng Rizuma, sản phẩm dành riêng cho chiếc SX ở dụng, không cần chế cháo gì cả. Dàn chân trước được nâng cấp heo dầu Gaffer kết hợp cùng với cái heo Rainbow 4 bit đối xứng, làm cái phát bắt phù hợp với cái bộ phục của SX 300i.
Vì hướng thiết bị quanh ABS nên dàn chân phải được canh chỉnh lệch rất nhiều để ABS hoạt động ổn định hơn. Các dàn cuộc kho liên bình dầu rời phiên bản dành riêng cho các dòng SH 70 sử dụng. Kích thước bình dầu hơi lớn so với các vòng cuộc của SH 110 và ta thấy chân phục với bình dầu hai nấc chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát đàn hồng của cây phục. Ngoài ra ta còn thấy một cây cây bột 4 rod phiên bản của 300i kết hợp cùng với cổ titan để tạo ra cái điểm khác lạ cho cái chiếc xế. Dòng bộ này của Levin đã bị ngừng sản xuất rất lâu và hiện nay đang có mức giá bán cũ là cực cao. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, share, subscribe.